Bạn mang cái cúp ra đi. Nó ở đây này. Tôi có cái này từ đâu rồi? Tôi phi cái này vào nó nhá. Ừ. Ui, có ai phi chúng vào nó rồi kia. Ui, các bạn ơi, chỗ này có con cua to chưa? À, mình sẽ dùng cái vó này để mình vớt nó vào nhá. Ui, kìa kìa, mình nhìn thấy rồi. À, đây rồi, cua ơi, vào vó nào. Ui, vó này không biết là có kéo được không. Wow, ui. Ở đây cạn nước có nhiều cua cá lắm. Nên mình dùng cái vó này để mình trao đấy các bạn ạ. Wow, được rồi này. Ui, nào, xem mẻ lại được những con gì. Ui, dính đầy bùn này các bạn ơi. Wow, một chú cua to chưa. Ui, dính đầy bùn, nó đang bò ra kìa. Ui, đây này, con cá này đen xì, không biết là cá gì. Mình phải rửa sạch nó đi các bạn ạ. Ui, này, một chú cá cờ đẹp chưa này. Wow, nào, mình sẽ cho vào cái bát nước này nhá. Ui, đấy, này, nó vào, ui, nó vào cái bát nó bơi, thích chưa này. Ui, cái bể bơi mini của nó đấy. Wow, ui, dính đầy bùn. Đấy, sau này về mình sẽ thả vào cái bể của nó. Ui, sạch hết bùn rồi này. Rồi, wow, cái bát to quá. Ui, con cua nằm vừa rồi này các bạn ơi. Wow, con cua với một con cá được ở trong cái bát rồi. Wow, rồi đi kéo tiếp thôi. Chắc là được nhiều cá lắm đây các bạn ơi. Wow, ui, đây này. Ui, à, đã được mấy chú rồi kia. Ui, được 3 chú rồi này. Nào, mình cho vào cái chậu của mình nào. Ui, con nữa này các bạn ơi. Wow, con nữa này. Ui, được 3 con rồi các bạn ạ. Ui, chỗ đằng này có một con cá kia. Nào, mình lấy vó mình vớt thôi. Wow, kìa, wow, cá vào đi, cá vào vó đi. À, lại được rồi các bạn này. Ui, lại được con nữa rồi. To chưa? Đây là con cá cảnh đấy. Ở đâu ra có con cá khổng lồ này? Ui, to thế này. Ui, con này mà khoe bạn ốc thì bạn thích lắm đây. Ui, này, chuẩn bị đưa vào vó rồi. Wow, ui, con này nặng lắm các bạn ạ. Bây giờ mình phải cho vào cái chậu to. Wow, được rồi, mình sẽ thả vào chậu cá này nhá. Ui, con cá to chưa này, xem con cá gì. Ui, hình như con cá chép đi các bạn ạ. Đúng rồi, này, một chú cá chép to chưa. Wow, chỗ này mình thấy có cái gì này. Ui, nó kêu nhiều chưa này các bạn ơi. Ui, ui, nó dãy nhiều chưa này. Nào, để mình xem nó đây là cái gì đấy. Ui, nó dãy nhiều chưa. Ê, à, con thỏ, một chú thỏ này. Wow, một chú thỏ con đáng yêu chưa này. Ui, chú đang đi đâu, chú nặng mẹ, chú đi đâu ở đây đây. Ui, đây này, thì ra con thỏ con nó chạy ra chỗ thỏ bố thỏ mẹ đây này các bạn ơi. Ui, một đàn thỏ đang ra đây chơi này. Ui, một con thỏ bố màu xám đẹp chưa. Ui, con thỏ mẹ màu trắng đang chạy kìa. À, nó đang đi tìm quả lon hơn nó ăn đấy các bạn ạ. À, nào, cả đàn thỏ mình bê về để cho bạn ốc bạn ấy làm nhà cho nó ở nhá các bạn nhá. Thỏ con đáng yêu có lạnh không? Nào, mình đi, nhanh lên, nhanh lên. Ui, hình như mình thấy có cái gì đứng ra mình đi. Ui, có cái gì đấy các bạn ơi. Ui, hình như là xe tăng nó đang bắn kìa. Ui, các bạn ơi, một cái xe tăng to lắm, nó bắn cháy hết cả cái chỗ này rồi. Ui, hình như là nó đốt cháy con thỏ của mình rồi. Bây giờ mình chạy về bảo bạn ốc thôi. Ui, không biết nó có đuổi theo mình không, sợ quá. Ui, bạn ốc ơi, bạn đang làm cái gì đây? Đây, mình đang ngôi nhà cho con Doraemon đây này. À, đây là cái biển của Doraemon nè. Ừ. Tớ xem nào. Đây, ngôi nhà mình làm cho nó này, có 2 quả bóng và có một cái nấp mái danh màu đỏ đấy. Wow, đẹp chưa này. Ui, nó hát ở trong này, nó đang hát à? Ừ, nó đang hát đấy, nó vui quá đấy. Mình làm nhà cho nó vui quá đấy. Đẹp nhờ. Ui, tớ bảo này, có hai con xe tăng ấy, nó hình như nó cháy 2 con thỏ của mình rồi. Đâu, nó ở chỗ nào? Ui, nó đang đi tới rồi kìa. Đây này, đúng rồi đấy, cái xe tăng này nó bắn nhiều lắm. Ui, nó cháy, chạy đi, chúng mình chạy đi. Thôi, Kem ơi, nó bắn cháy ngôi nhà của mình rồi. Ui, nó đi tiến lại gần kìa. Như là nó biến thành một cái ngôi nhà ma quái kìa bạn ơi. Nó có cả cái nòng súng nó bắn kìa. Wow, sau này nó còn nhiều chân nữa. Đúng nè, cái xe tăng ma quái cũng biến thành ngôi nhà ma quái rồi. Ui, chả nó đi đã để chúng mình ra lấy cái thẻ Doraemon ở kia nhá. Ừ, nó đi rồi đấy, bạn lấy đi. Đi, tớ lại gần tớ lấy đây. Ô, bạn không lấy con Doraemon cho mình à? Ui, tớ chạy vội sợ quá, tớ cầm được mỗi cái này này. Thôi không cần, cái này là nó dò tìm được con Doraemon đấy, nó đang kêu tít tít đấy. Ờ, cái này dò tìm nhà được Doraemon nè. Ừ. Thế vậy mình cứ theo cái này mình đi thôi nhá. Đi, chúng mình đi đi. Đấy, mình nghe tít tít rồi đấy Kem ạ. Ui, tớ cũng nghe thấy nó ở mẹ đằng này ý nhờ. Bạn đi, đi tiến lên đằng trước xem nào. Ui, chỗ này ui đây rồi, chỗ này nó kêu to lắm. Đúng rồi. Ui, có cái gì này? Con Doraemon nó tìm thấy cái gì đấy? Đâu, để mình nâng lên xem nào. Ui, cái gì này? Ui, cái gì đây? À, cái đây này trông như mũi tên này. Tôi biết rồi. Đây là cái cúc kim cương đấy. Cái này để làm gì? Cúc kim cương này mạnh lắm đấy bạn ạ. Có thể tiêu diệt được cái con quái vật nhà đấy đấy. Ui, may nhầy. Thế là con Doraemon nó đi tìm cái này cho chúng mình đấy. Đúng rồi. Này, đi chúng mình cứ cầm đấy để xem còn cái gì không nhá. Ừ.
Bạn dò tiếp xem nào. Ui, lần này sao nó kêu ở tầm thấp ấy bạn ạ? Chỗ này mình cũng thấy kêu đấy. Ừ, nó kêu ở tầm thấp ấy, không biết là nó ở chỗ nào. Ui, đây này, mình thấy chỗ này tít tít này. Ui nha. Đúng không? Ui, đúng rồi, nó kêu tít mạnh lắm. Ui, có con gì nó cắp nó đây kìa, đó đây mon này này. Đây, mình mang kẹp, mình mang cái kẹp đến đây rồi. Đây này, bạn nhìn xem cái gì đấy. Ui, một con cua, nó dò thấy cua này. Ui, nó dò thấy con cua. Ừ. Ui, nó ra đi. Nó đấy, cắp chặt vào đấy để à? Để mình nói ra nha, nó cắp vào cái này rồi. Đấy, cầm lấy cái đấy nó ra đi. Rồi rồi. Ui, ui, cố lên, cố lên. Đấy, được rồi. Đây, để xem nào. Đúng ui, rồi, con cua. Ui, dò thấy con cua này. Ui. Bạn dò tiếp xem nào. Đây này. Ui, chỗ này, tít nhiều lắm. Ui, ôi, đâu? Đây này. Bạn mở mình xem nào. 2, 3. Có cái gì không? Ui, cua ở dưới cái kẽ nứt này này. Ui, nó đào hang ở đây luôn nha. Ừ, ui, để mình gắt lên cho. Wow. Đây, được một con rồi này, con này đen xì luôn. Ui, để đâu để mình cầm xem nào. Ui, con này đen xì nha. Ừ. Đấy, xem còn con nào không. Đây, còn một con đây, mình phải đào ra cơ. Ui, nó chui sâu ở dưới này nha. Ừ, đây à, rồi. Ở đây nó ẩm, nó sống được. Wow, đây. Ui, nó cặp. Tí nữa nó kẹp cái kẹp của bạn. Ui, cái thằng nó cắp đấy. Nó đau hung nha. Wow, còn nữa rồi. Nào, chúng mình đi dò tìm tiếp xem nào. Ui, bạn Kem ơi, bạn dò toàn thấy cái gì ý? Lần này để mình dò chỗ à? Ui, có lên. Ui, chỗ này kêu to thế nhờ. Ui, hạt khả năng này, nhà của Doraemon ở đấy rồi đấy. Thấy chưa? Ui, con gì nó nhô lên cái kìa. Ui, chết rồi, hình như con rồng mới là con rắn ý. Mình che này, cái này mình che mặt là nó không nhìn thấy đâu. Ui, chạy về đi. Ui, nó lại lên tiếp kìa, bạn lấy cái giỏ bạn cho đi. Để tới, lấy giỏ tớ úp cho. Ui, đây rồi. Wow, ui. Được khả năng được rồi đấy. Mình lừa lúc nó chui xuống mình úp. Tấm mở ra nha. Ừ. 2, 3. Ui rồi, đây rồi. Ui, con này á. Ui, con rồng này. Ui, nguy hiểm chưa này. Ui, ui mồm nó còn xanh đỏ tím vàng kìa. May mà tớ mang cái thỏ thần kỳ đi này, không thì nó cắn vào bạn rồi đấy. Ừ, may nhờ. Ui, đây, mình bắt cái này về đi. Bạn mang cái cúp cho đi. Nó ở đây này. Tớ cuốn cái này tớ đâu rồi. Tớ phi cái này vào nó nhá. Ừ. Ui, có ai phi trúng vào nó rồi kìa. Ui, wow. Nó biến thành như kìa. Đây này, tớ thấy các con vật ở đây hết rồi. Ui, ngôi nhà của mình đây rồi. Sao nó lại là nổ mất một quả bóng rồi nha. Ui, nó này nó nổ tiếp rồi, hai con này vẫn còn sống. Chết rồi, bạn không tiêu diệt nó à. Ui, đây này. Đâu, cái gì đây đấy? Đây này, cái xe tăng nó bắn lên. Đây này. À, hóa ra là cái xe tăng. Cái xe tăng bắn lên đấy bạn ạ. Ui, đây này, xe tăng ma quái. Đây là nhìn mắt nó đáng sợ không? Ừ. Mình lấy hết đạn ở trong lòng nó ra rồi đấy. Chứ không à, để nó bắn nữa thì chết. Khi nhìn nó bắn nổ hết cả bóng của nhà của Doraemon rồi nhờ. Ừ. Ui, cái xe tăng nguy hiểm chưa nào các bạn ơi. Xe tăng ma quái đấy. Đây rồi, Doraemon vẫn hát đấy bạn ạ. Chứng tỏ nó không sao đâu. Một con màu trắng rồi, còn một con màu xám nữa. Đây, con màu xám đây. Wow, được rồi. Wow, đây con nữa này. Ui, một đàn thỏ đấy là tớ đang định khoe bạn để bạn làm nhà cho nó đây. Ừ, bạn xem có con gì trong nào. Wow, Doraemon vẫn đẹp xinh lắm. Ừ. Wow, thế bây giờ chúng mình cùng làm nhà cho cả con thỏ luôn nhờ. Đây này, mình làm nhà xong rồi này. Ôi, cái nhà bè mép này đây, mình có cỏ lon sẵn rồi này. Ừ, bạn bỏ ra trước cửa cho nó ăn. Đây, thỏ ơi, cốc cốc cốc, ai gọi đây? Này, ui, ra đây, ra đây. Đấy, nó ra nó ăn đấy, bạn cứ để trước cửa nhà cho nó. Ừ, mình sẽ để trước cửa nhà đây nhá.